ngâm nắng sớm thấy thơm thơm, ôi hàng soi đằng xa vừa lướt qua, yên bình trong này không còn đêm lạnh. Dòng người bước sao qua nhanh nhảy, bước xuống phố lớp mô tô, ô đằng xa ta áo dài thướt tha, trong lòng yêu thầm nụ cười thiên thần. Ngồi nhâm nhi cà phê sáng sớm đó, con thấy sắc là kêu gian im, nghe xa đàn chim gọi bầy, lòng mình nhung nhớ một thời thơ ấu, cùng hát chào ngày đang tới. Đà Nẵng, một đô thị tuyệt đẹp mà núi trong lòng phố, phố trong lòng biển khơi. Nơi nơi có sông Hàn thơ mộng, có những bãi biển đẹp nhất hành tinh, có sơn trà, có ngũ hành sơn, có đèo Hải Vân vốn được mệnh danh là đệ nhất hùng sơn. Một thành phố nằm giữa ba di sản văn hóa thế giới là Mỹ Sơn, Hội An và Huế. Là nơi có nhiều danh thắng đến nỗi khó có ai quên được những trải nghiệm có được khi đến với vùng đất này. Điều làm cho Đà Nẵng hấp dẫn du khách không chỉ ở những núi, những biển, những sông, những thiên nhiên vô tận mà tạo hóa ban cho, mà người ta còn nhắc đến Đà Nẵng như một thành phố sạch và xanh nhất cả nước. Đi đến bất cứ nơi đâu ở thành phố này, bạn đều cảm nhận thấy được cảm giác yên bình giữa sự sôi động phát triển, cảm giác thoải mái ngay tại chốn đông người. Cùng với khẩu hiệu 30, Đà Nẵng thực sự là một thành phố xứng đáng cho một chuyến du lịch xanh của bạn. Đón chào một ngày nắng lên, với gió thoảng, với trời xanh, với tiếng chim trong lành. Còn gì tuyệt vời hơn trong một chuyến du lịch nghỉ dưỡng? Du lịch xanh. Nhắc đến du lịch xanh, người ta thường nghĩ đến những tour du lịch sinh thái, tham quan cảnh vật tự nhiên. Nhưng du lịch xanh còn rộng hơn thế. Đó là một chuyến du lịch đưa người ta đi đến những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên hơn, thông qua cảnh quan tự nhiên, kiến trúc đô thị hay bất cứ những nơi nào du khách đi qua. Đà Nẵng là một thành phố như thế. Những nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng của thành phố giúp cho các công trình và kiến trúc nơi đây không làm phá vỡ cảnh quan tự nhiên, có điều kiện cho các mảng xanh phát triển. Chính vì vậy, một chuyến du lịch xanh đến Đà Nẵng chắc chắn là một trong những sự lựa chọn thú vị của bạn trong mùa hè này. Dưới đây là những địa điểm không thể bỏ qua tại Đà Nẵng. Quý vị thân mến, theo tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn thì bãi biển Đà Nẵng là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Bãi biển Đà Nẵng kéo dài gần 60 km với nhiều bãi tắm riêng và bãi tắm công cộng liên hoàn với nhau, từ chân đèo Hải Vân đến Ngũ Hành Sơn và tiếp tục trải dài đến cửa đại Hội An. Bên cạnh đó thì bãi biển Đà Nẵng còn được rất là nhiều du khách khắp nơi đánh giá cao về sự văn minh sạch đẹp nhờ vào kết hợp yếu tố hài hòa giữa yếu tố xanh của thiên nhiên và kiến trúc xanh của đô thị. Biển là một trong những cảm hứng du lịch vô tận mà Đà Nẵng có được. Những bãi tắm dài với cát trắng, với biển xanh, với thiên nhiên hoang sơ thơ mộng đã làm say lòng biết bao nhiêu du khách. 7 bãi biển đẹp nhất cho một chuyến du lịch xanh tại Đà Nẵng bao gồm: bãi biển Non Nước. Đây là bãi biển xứng danh là đẹp nhất Đà Nẵng, nằm cách thành phố Đà Nẵng 8 km về phía đông nam. Biển Non Nước nằm ngay dưới chân núi Ngũ Hành Sơn đã làm say lòng bao du khách bởi những bờ cát trắng, dốc thoải, sóng êm, nước sạch cùng những hàng phi lao xanh ngắt. Từ biển Non Nước, du khách có thể ghé thăm thắng cảnh Ngũ Hành Sơn với 5 phút đi bộ hay làng đá mỹ nghệ Non Nước truyền thống ngay dưới chân núi, đều là những địa điểm du lịch ấn tượng của Đà Nẵng. Bãi Thanh Bình nằm ngay trong thành phố thuộc quận Hải Châu. Biển Thanh Bình hiện đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ, trong tương lai sẽ trở thành bãi biển đẹp tinh khôi mà hiện đại với các dịch vụ và khu nghỉ dưỡng như biển Bắc Mỹ.
Các bãi biển như Bắc Mỹ An, bãi Nam Ô, bãi Xuân Triều là những bãi tắm rất sạch với vẻ đẹp hoang sơ, bình dị, phong cảnh hữu tình, được mệnh danh như một bức tranh thủy mặc với núi non hùng vĩ, soi mình bên bờ biển trong xanh, cát trắng, nắng vàng và những hàng dương rì rào trong gió, như vẫy gọi du khách thập phương về đây trong nắng hè. Bãi Mỹ Khê là bãi biển nhộn nhịp và quen thuộc nhất với du khách trong nước và quốc tế. Bãi Mỹ Khê cũng được tạp chí Sunday Herald bình chọn là một trong 10 bãi biển châu Á được yêu thích nhất. Một chuyến vượt ngắn quanh cung đường bán đảo Sơn Trà sẽ đưa bạn đi qua những bãi biển tuyệt đẹp như bãi Rạn, bãi Bụt, bãi Tiên Sa, bãi Con, bãi Bắc, v.v. Những bãi tắm này đều có độ dốc lớn, tuy nhiên nước rất trong xanh, tưởng chừng có thể nhìn xuyên đáy. Chỉ cần 3 tiếng đi xe, bạn có thể ghé ngang qua các địa điểm du lịch hấp dẫn nơi đây như Chùa Linh Ứng, gốc đa đại thụ 800 năm tuổi, đỉnh Bàn Cờ với tầm nhìn toàn thành phố, v.v. Nơi đâu bạn đi qua, những bản xanh tự nhiên nơi đó đều làm cho bạn cảm thấy thư thái, bình yên và dễ chịu. Nói đến Đà Nẵng không thể không nhắc đến dòng sông Hàn thơ mộng và cầu sông Hàn, cây cầu quay đầu tiên ở Việt Nam, niềm tự hào của người dân thành phố. Cầu sông Hàn là biểu tượng cho sức sống mới, là khát vọng đi lên của thành phố được xây dựng bằng sự đóng góp của mọi người dân. Con sông Hàn là một nhánh sông lớn từ thượng nguồn chảy xuống đổ ra biển. Sông lững lờ trôi, chảy men giữa hai bờ phố xá tấp nập. Bên bờ sông, con đường bạch đàn chạy dài với những hàng cây xanh ngát soi bóng xuống dòng sông. Vẻ xanh mát của cây cùng với cái hiền hòa của sông Hàn tạo nên một bức tranh thật đẹp, thanh bình, thoát ra ngoài nhịp sống tấp nập của thành phố. Thiên nhiên ưu đãi thì cơ sở hạ tầng ở Đà Nẵng cũng đang được phát triển một cách mạnh mẽ. Bên cạnh đó thì Ủy ban Nhân dân thành phố cũng khuyến khích và đẩy mạnh việc đưa mảng xanh vào trong những công trình kiến trúc nơi đây. Chính vì lý do đó đã khiến cho Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị có nhiều mảng xanh nhất tại Việt Nam. Chúng ta đã được ngắm nhìn những công trình kiến trúc xanh tại thành phố Đà Nẵng. Và nhân việc nói về kiến trúc xanh thì Linh Phi xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với một kiến trúc sư quen thuộc. Anh là một người yêu thích và có tâm huyết trong việc đưa mảng xanh vào trong cuộc sống và trong đô thị. Đó chính là kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa. Xem là một trong những công trình thí điểm ở đây được phủ xanh toàn bộ nhằm làm diện mạo chung của toàn thành phố khi nhìn từ trên cao trở nên xanh mát hơn. Điểm đặc biệt của công trình là sự kết hợp giữa bê tông và cây xanh tạo cảm giác bình yên dễ chịu. Tất cả những chất liệu nơi đây được sử dụng tại địa phương
vừa giảm thiểu chi phí, vừa hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Sự kết hợp các khối bê tông tạo ra sự bền vững, kết cấu mạnh và chắc, mang lại cảm giác như bạn đem chính văn phòng của bạn, đem chính căn nhà của bạn đến một nơi thanh bình và xanh mát. Đó chính là cảm giác thân thiện mà một công trình kiến trúc xanh mang lại trong suốt một quá trình trải nghiệm du lịch xanh. Anh Nghĩa ơi, anh Nghĩa có thể cho em hỏi là anh Nghĩa đã áp dụng những cái kiến trúc xanh vào trong những cái khu đô thị hay là thành phố du lịch xanh như thế nào ạ? Ở Việt Nam hiện nay cả cái đô thị lớn ấy là nó đã bị tức là bê tông hóa và không còn cái diện tích cây xanh, và như Hà Nội và Sài Gòn là một trong những hai cái thành phố ít cây xanh nhất thế giới. Và vì thế cho nên khi mình làm công trình Đà Nẵng ở đây thì cái việc đầu tiên mà mình nghĩ đến là tạo ra nhiều cây xanh càng tốt trong cái resort này, và đặc biệt là sử dụng các cái mái nhà để làm xanh, hoặc là các cái công trình khách sạn lớn thì mình cũng phủ xanh toàn bộ công trình đó giống như một khối cây xanh khổng lồ. Để tức là đối với mình, mỗi công trình nhỏ nó giống như là mình tạo cho thành phố thêm một cái công viên nhỏ, mini park cho cái thành phố. Và như đây là cái công trình chúng ta đang đứng ở đây là một cái ví dụ. Mà nhìn ở mặt trước mà cái mặt mà hướng biển ấy, thì em thấy là những cái căn nhà này nó có một cái chiều cao nó vừa phải. Lý do vì sao mà anh lại quyết định là làm những cái công trình có kiến trúc mà có cái chiều cao như thế này ạ? Tức là mỗi người họ sẽ quan tâm đến cái chuyện là chúng ta nhìn biển như thế nào. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện là người ở ngoài biển ấy, và mình tôn trọng biển như thế nào. Tức là người ngoài đó họ nhìn vô, nhìn ở đây chắc là nó sẽ lẫn vào trong cây xanh, không nhìn thấy công trình nữa. Thì đó là một cách sống mình tôn trọng biển, tôn trọng ở thiên nhiên, và tôn trọng những cái người họ đánh cá ngoài kia, họ cũng muốn để cho tự nhiên. Nhìn vô một cái thành phố lộn nhộn, mái xanh mái đỏ, những cái mà nhân tạo mà con người tạo ra, nó mất đi cái đẹp của ban sơ của cái vùng biển này rồi. Và đó là cái lý do, và cái việc đó cũng làm cho cái người đứng ngoài kia nó nhìn đẹp hơn, cũng như là cái người từ phía đằng sau cái nhà nó cũng sẽ thấy là đây là một cái cục điêu khắc về cảnh quan, nó không phải để làm đẹp cho cái vùng biển, chứ không phải là một cái công trình kiến trúc mà nó chắn mất view biển của những người đằng sau. Với những gì mà anh Nghĩa vừa mới nói thì Phi nghĩ rằng là những cái hình thức như thế này không chỉ là áp dụng cho những cái khu vực biển, mà chúng ta có thể áp dụng ở bất kỳ cái địa hình nào cũng được, để có thể vừa có được một cái kiến trúc đẹp mà vừa không có bị che chắn cái tầm nhìn, mất đi cái cảnh quan chung của xung quanh. Nói đúng hơn là cái tiêu chí hòa thuận về thiên nhiên. Con người phải tôn trọng người thiên nhiên và tôn trọng cái gì đã có sẵn. Và như thế thì cái phát triển đó mới là phát triển bền vững. Rút kinh nghiệm nhiều cái đô thị về du lịch lớn trên thế giới thì họ sẽ cho đã ra đến lúc nó thành một cái gì đó, một cái sự những cái vật có thể nói là nhân tạo, nó không được đẹp lắm, nó phá hỏng mất cái thiên nhiên. Giống như là một cái triết lý của mình là làm những cái công trình trong thành phố cũng thế. Mỗi công trình mình hiến tặng cho thành phố thêm một cái công viên nhỏ, thêm một cái chỗ cho chim chóc nó đến chơi. Thì như thế con người mình sống được gần gũi với thiên nhiên và hài hòa với thiên nhiên hơn, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Tôi sải bước thênh thang trên hè phố, ngắm nhìn thành phố tôi đang dần qua những tháng trầm. Kia nơi đó ngôi nhà thờ vẫn tiếng chuông reo nắng. Đúng như những gì kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đã nhìn nhận, một đô thị du lịch phát triển bền vững là một đô thị phát triển hạ tầng du lịch hòa hợp với thiên nhiên, gắn liền với tự nhiên, và các công trình kiến trúc phải trả lại những bản xanh vốn có cho khu vực đó. Đà Nẵng đã làm được phần nào điều đó và sẽ tiếp tục là thành phố kiểu mẫu cho nhiều địa phương khác học tập, như một thành phố đi đầu cho kiến trúc xanh, cho du lịch xanh và cho cuộc sống xanh. Đẹp mãi không phai, ôi nụ cười Việt Nam. Hy vọng là chuyến đi của Vui Sống Mỗi Ngày đến với Đà Nẵng đã giúp cho quý vị có thêm nhiều thông tin và góc nhìn mới mẻ về thành phố tuyệt đẹp này. Quý vị nào chưa đến Đà Nẵng, đây cũng là một gợi ý để quý vị có thể lên kế hoạch ghé thăm. Còn bây giờ, tiếng hát của ca sĩ Hà My qua một ca khúc đậm chất rock mạnh mẽ và phóng khoáng, ca khúc Tình Trong Muộn Phiền do chính cô sáng tác. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức phần trình diễn này.